cái tứ chi của ông, cái bộ phận trên cái cơ thể ông giờ là bị phân hết trơn ra hả? Ông giờ không biết ở đâu ông tìm hả? Rồi giờ chỉ còn riêng cái đầu của ông thôi. Tôi chỉ còn mỗi cái đầu. Thôi bây giờ chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến kênh Kavilog nha cả nhà. Thì hôm nay mình đến cái chỗ này vì mình muốn kêu gọi cái ông mà không có cái thân đó nha. Thì lần trước thì mình có nhờ ổng là sau này sẽ theo giúp mình. Thì cũng mình đã đến cái thứ nhất là cái căn nhà, cái chỗ vườn chuối cả nhà. Cái thứ nhất là chỗ vườn chuối ở bên kênh KTV. Thì mình cũng có thấy một cái vong linh của một người phụ nữ. Và kế tiếp là ngay chỗ cái căn nhà người áo đỏ lại thấy một người phụ nữ mang thai hay gì đó. Mình cũng chưa chắc là phải là người phụ nữ hay không, tại vì người phong vong linh mà mình chưa giao tiếp được thì mình chưa biết đó nha. Còn một cái nữa là chân chỗ mà cái cậu thanh niên bị điện giật chết đó. Thì lần đó mình đến đó mà mình thấy có mấy người đi ngang đó, mình sợ mất chiếc xe đó cả nhà. Thì mình có thấy có ba vong, nhưng mà những chỗ đó hiện tại bây giờ thì cũng gần Tết rồi nha. Thì mình đến mấy chỗ đó cũng khá là nguy hiểm. Mình cái thứ nhất là mình sợ cũng như là gặp gần Tết á, thì có những cái những người người ta cũng nhiều khi người ta kẹt tiền đó nha. Có thể là người ta sẽ nhiều khi có thể có mình đó họ vẫn lấy của mình được. Cho nên là mình cũng rất là lo. Thì hôm nay mình kêu gọi cái ông quỷ mà cái vong linh mà không có cái thân á, thì mình muốn nhờ ông giúp mình một chút xíu chuyện. Thì mình sẽ làm gì thì cả nhà theo dõi video nha. Thì giờ mình lại ăn cúng cả nhà, mình sẽ kêu ông đến đây. Thank you.
ông cũng giữ uy tín. Năm trước tôi có cho ông câu chú ha, tôi cũng gọi tên ông, thì hôm nay ông tới đây rồi cũng mừng. Thì tôi có khai khẩu cho ông rồi đó. Ông có thể nói tôi nghe, tôi không cần phải thông tâm cho ông nữa. Thì hôm nay tôi đến đây, tôi kêu gọi ông lại đây, thì tôi cũng muốn ông giúp tôi một chuyện như thế này. Thôi bây giờ Phan hãy nói cái chuyện giúp, mà bây giờ tôi muốn hỏi ông một chút xíu. Tại sao mà cái thân ông không còn? Ông hồi đó cũng chắc cũng giang hồ lốc ha, vậy người ta chém một cái mắt, cái đầu ha. Còn cái đầu không, mà cái mình nó vẫn theo rồi. Tôi bị vợ tôi chặt ra. Ông nói gì? Gặp bị chụp mạnh khi tan xác của tôi. Phi tan xác, bây giờ là ông... Tóm lại là bây giờ ông, cái tứ chi của ông, cái bộ phận trên cái cơ thể ông giờ là bị phân hết trơn ra hả? Ông giờ ông không biết ở đâu ông tìm hả? Ôi ơi, giờ chỉ còn riêng cái đầu của ông thôi. Tôi chỉ còn mỗi cái đầu. Thôi bây giờ tôi... đến đây thì có cái ý là muốn nhờ ông giúp, thì ông cố gắng giúp tôi cái này. Nhưng mà trước tiên thì tôi muốn tặng cho ông cái này để mà ông có thể có đủ cái quay lực mà giúp tôi. Thì trong đây nè, trong đây là có tất cả 5 loại linh khí của 5 con quỷ mà tôi đã tích vào đây, khá là nhiều á. Đó, tôi sẽ cho ông một ít, tôi sẽ giữ đây, nhưng mà tôi sẽ cho ông một ít để ông có cái linh lực để ông phụ tôi. Có linh lực? Không, cái này cũng như là cho ông thêm một cái sức mạnh gì thôi. Những cái linh lực này tôi cũng đâu sử dụng được đâu, có những vong linh mới sử dụng được. Vậy tôi làm được gì? Thì bây giờ nè, nếu ông đồng ý giúp tôi thì tôi sẽ cho ông, nhưng mà dưới một cái điều kiện ha. Tôi phải phong ấn chú vào cái linh hồn của ông. Nó, ông mà lỡ như ông có cái linh lực của tôi rồi, ông mạnh quá rồi, cái ông đè ông bính tôi ngược lại thì tôi mệt à. Đó, tôi phải đưa ông một cái ấn chú để sau này tôi có thể là, tóm lại là ông có cái lợi của ông và tôi cũng có cái lợi của tôi. Thì đây cũng như là ông giúp tôi để tạo cái việc phước thôi, chứ không có gì hết á, không có làm hại ai hết. Bây giờ những cái vong quỷ kia thì nó bắt những cái vong linh để nó hấp thụ để nó mạnh lên. Còn ông thì ông giúp những cái vong linh để mà được giải thoát, thì phước của ông sẽ càng ngày càng cao. Sống một cái vong linh từ từ cái cơ thể ông sẽ tìm lại được thôi. Phải chỉ lúc trước ông nói là chỉ cái thân của ông mất rồi, cái đầu của ông không biết kiếm cái thân ông ở đâu, thì tôi còn có thể giúp được nhanh. Mà ông nói cái kiểu như mà phân thay ra nhiều mảnh, trời ơi, thì làm sao mà kiếm lại được. Ông tặng tôi cái gì? Cái người vợ của ông cũng ác quá ha. Vợ của ông còn sống không? Ông biết không? Nó chết rồi. Nó bị đỏ địa ngục rồi. Ừ.
vợ của ông cũng đã mất rồi và đã bị đỏ đầy rồi, mà ông thì vẫn còn ở đây. Chắc có lẽ khi một cái linh hồn mà chưa đầy đủ, chưa hội tụ đủ một cái linh hồn thì ông chưa thể nào giải thoát được. Ông phải có đủ, ông mới giải thoát được. Cái này cũng khó cho ông rồi, khổ cho ông rồi. Cố gắng giúp đi, giúp vong linh đi, sau này biết đâu tự khắc trời thương, Phật thương, Phật giúp đi luôn. Thì bây giờ như thế này, tôi nói với ông rồi, ở đây là có 5 linh lực của 5 vong quỷ, có vong quỷ chúa nữa, nhưng mà cái linh lực của vong quỷ chúa là tôi không có cho ông được. Tôi sẽ cho ông 3 luồng linh lực để ông có như là ông xây chuyển, ông đi nhanh hơn. Đó. Đi nhanh hơn. Và tôi sẽ cùng ông đi đến một chỗ. Đi đâu? Đó. Nhưng mà trước tiên ông có đồng ý hay không coi đã. Được, tôi đồng ý. Rồi, ok. Bây giờ đồng ý rồi thì tôi sẽ điểm cho ông một cái câu chú, một câu ấn chú ha, để đó sau này miễn tôi gọi ông là ông có mặt vậy thôi. Đó. Bây giờ ông đi đâu xa, bất cứ xa cũng vậy, tôi gọi ông là ông có mặt tại đây chứ tôi. Đó. Thì ở chỗ này thì tôi sẽ thường xuyên gọi ông tới. Đó. Ví dụ như tôi nhờ ông tìm một cái vong nào đó, tôi đã từng gặp một cái nơi nào đó, thì tôi sẽ xuất hồn ra cùng với ông đi. Đi ông đi tới chỗ đó và tôi sẽ nhờ ông, cũng như là ông nói cách nào đó. Nhiều khi tôi nói thì cái vong linh đó không có tin tôi. Đó. Ông nói như thế nào đó để ông dẫn cái vong đó về đây cho tôi. Như vậy thôi. Rất là đơn giản. Không có gì khó hết. Dắt về đây cho tôi để tôi có thể là giúp cái vong đó. Đó. Được rồi, để tôi giúp nè, bây giờ cho. Chịu ấn chú nha. Được rồi, nhanh đi. Rồi. Giờ ông chịu cân chú của tôi, ông không có chạy đâu được hết chứ. Nó bây giờ ha, ấn chú tôi đã điểm cho ông rồi nè, bây giờ tôi cho ông 3 luồng linh lực, ông cứ nhận lấy và ông có đủ khả năng ông đi, ông di chuyển rất là nhanh. Đó, ông giúp tôi cái này, ba cái luồng linh lực này của ba cái quân vị. Đó, cái thứ nhất là nhanh nhẹn, cái thứ hai nữa giúp cho ông cũng như là đủ cái sức lực để chịu lại những cái vong linh. Nhiều khi như gặp vong linh mạnh hơn ông, cái ông chịu không nổi, cái ông muốn thuyết phục họ cũng khó lắm. Đó. Cái thứ ba nữa thì ông có thể là ông biến hóa rất là nhanh. Đó. Tại vì ba cái linh lực đó của ba ông quỷ nó hội tụ đủ ba thứ. Như vậy thì tốt quá, giúp tôi đi. Đồng ý thì làm luôn. Được rồi. Rồi ông thấy sao? Phải không? Phải rồi phải không? Bây giờ nè, tôi với ông đi. Tôi có một nơi. Nơi đó là một cái vườn chuối. Mà lần trước đến tôi thấy có một cái vong người phụ nữ á. Là sau cái lần vừa rồi tôi đến tôi không có thấy cái vong đó nữa. Tôi nhờ ông nè, tôi dẫn ông đi đến đó rồi, ông ở đó ông tìm giùm tôi ha.
ông còn ở vòng vòng của cô đó. Ông tìm giùm tôi, khi mà tìm xong được á thì ông dẫn về đây cho tôi. Nó khi nào mà tôi kêu gọi ông về á, ông dẫn ở đây, tôi nghĩ là cái vong đó cũng còn đâu đó thôi. Nó chẳng qua là có nhiều người đến quá thì họ ẩn vô và gặp tôi thì họ không dám ra. Tôi thấy cái vong đó nó có cái gì đó, nó cũng như là không được bình thường. Bình thường giống không bình thường á. Ông đến đó ông khuyên giùm tôi ha, ông dẫn ở đây ha. Hình như có hai mẹ con hay gì á. Coi có phải hai mẹ con không? Tại là cái người đó có nói là có con ở trong đó. Ông dẫn ở đây giùm tôi. Được rồi, nhớ rồi. Bây giờ ông chờ tôi chút xíu ha. Ừ. Đau gì? Trời trời, mũi nó chích ông nội ơi. Giờ thì cái nhà mình thì mình kêu cái ông mà cái thân đó nha, quỷ không thân đó, ma không thân á,
thì mình có cho ổng là ba luận lịch, thì mình hỏi về cái khi mình hỏi mà tại sao, lý do tại sao ông còn cái đầu không đó nha. Ông nói là bị vợ ổng như là giết hại cái nha. Cái này cũng ghê thiệt. Ông nghe ông kể ớn thiệt, không phải là lìa cái đầu ra khỏi cổ thôi đi, mà cái thằng bị phân ra luôn, cho nên ổng tìm không được. Cũng rất là tội cái nha. Bởi vì thằng Chi ổng cũng như là không được hiền, vong vong chứ không, cái tuy là cái đầu không không được hiền cái nha. Thì mình có cho ổng ba luồng linh lực và mình có dẫn ổng đến cái chỗ mà cái người phụ nữ mà bên kênh KTV á, để mình dẫn đến đó cho ổng. Thì mình dẫn đến đó là mình nói với ổng là ông cứ ở đây, khi nào mà thấy cái vong linh đó thì ông giúp tôi là kêu cái vong linh đó về đây cho tôi, để như là tôi giúp cái vong linh này, tôi thấy cái vong linh này khi mắc mà có vẻ như là chưa biết mình mắc và tự nhiên bỏ đi, có thể giúp nhưng mà giúp không được. Mình phải cố tìm cách để mình giúp cái vong linh này. Cho nên là mình để ổng ngay đó, cái mình chở ra đây. Mình chở ra đây để mà chở ra đây cái mũi chích trâu. Thì cái nhà bây giờ thì mình đợi thôi cả nhà. Khi nào mà mình chở ra đây, nếu như mỗi khi mình chở ra đây mình kêu gọi ổng về á, mà ổng dẫn được cái vong linh nó về thì mình mừng. Còn mà không dẫn được cũng có đó là do cái duyên thôi cả nhà. Tới bây giờ mình xin là tạm dừng video ha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.